Hello, xin chào mọi người. Chắc là mọi người vẫn sẽ tò mò về mức chi tiêu, kiểu như là không phải mức chi tiêu thì mình đã làm một video trước rồi. Nhưng mà hôm nay thì mình muốn làm một video theo kiểu là một ngày lương của mình thì mình sẽ mua được những đồ ăn gì, kiểu sẽ mua được những gì ấy. Quần áo thì chắc là để mình sẽ làm một video riêng, nên là mọi người hãy chờ đón video đó nha. Còn video lần này thì mình sẽ dùng một ngày lương để mà mình mua đồ ăn thôi. Và hiện tại mức lương hiện tại của mình một ngày lương là thì như bình thường á, là mình sẽ làm nhiều tiếng hơn, nhưng mà dạo gần đây tại vì dịch Covid á, nên là ở Hàn Quốc cũng đang giãn cách xã hội, thì một ngày mình chỉ làm được khoảng 4 tiếng rưỡi thôi ở quán ăn ấy. Còn mình không tính ở cửa hàng tiện lợi nha mọi người. Cửa hàng tiện lợi thì có ngày làm ngày không, nên là mình sẽ không tính vào video ngày hôm nay. Thì lương một giờ ở quán ăn hiện tại của mình là 10.000 won, thì nó cao hơn mức lương cơ bản một chút xíu xíu thôi. Nên là tính ra 4 tiếng rưỡi thì mình sẽ được khoảng 45.000 won đúng không? Thì đó, hôm nay thì mình sẽ đi mua sắm đồ ăn với 45.000 won đó. Tuy nhiên thì bên lề một chút, thì trước khi đi mua đồ ăn hôm nay mình sẽ đi nhuộm lại cái tóc này, tại vì nó kiểu sơ quá rồi ấy. Mình định tự nhuộm ở nhà cơ, nhưng mà tại vì nó hư quá nên là định đi ra tiệm để cho họ phục hồi lại tóc cho mình ấy. Cũng cảm thấy hơi tiếc cái màu tóc, nhưng mà thôi, mình nghĩ là bữa giờ làm vậy là đủ rồi. Nhờ kênh YouTube này mà mình đã kiểu lưu giữ lại được mấy khoảnh khắc mà mình đổi màu tóc ấy, là bây giờ mình định là sẽ nhuộm lại màu tối thôi. Chắc mẹ mình mừng lắm ấy. Là ok, bây giờ thì mình sẽ đi đến tiệm làm tóc trước rồi sẽ đi mua đồ ăn sau nha. Bây giờ đi chuẩn bị đồ đi đã. À, khoe mọi người, màu son hôm nay là mình màu mình mới mua, thì không biết sao nhưng mà mọi người nhìn đó, nhìn mình kiểu bị đứng tuổi hơn một chút không. Đây này, màu hồng. Kiểu bình thường mọi người rất là ghét màu hồng đúng không, nhưng mà ở bên Hàn Quốc ấy, kiểu người Hàn người ta trắng ấy mọi người, nên là người ta rất là thích cái màu hồng này, đặc biệt là những người mà có cái personal color á mọi người, là cái tông màu lạnh ấy. Giống như hôm bữa mình đi làm á, thì kết quả của mình là tông màu lạnh á, là mình cũng muốn thử một lần xem như thế nào. Cái lúc sau nào đó thì mình cũng thấy không ấy lắm, nhưng mà về nhà sau thấy nó hình như hơi đứng tuổi đúng không. Nhưng thôi kệ, lỡ mua rồi là cố gắng dùng thử xem như thế nào. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị đồ và đi. Mời em ngồi mũ. Nhìn mình kỳ không mọi người. Bóc màu thì nó có hại tóc không? Ừ, nó cũng như tẩy. Nó còn hơn tẩy nữa. Nó yếu. Nó mạnh hơn cả tẩy. Okay, che của nó rồi. Cảm ơn.
đã tới siêu thị rồi, là bây giờ mình sẽ đi mua đồ ăn. Nhìn mặt mình kỳ đó mọi người. Hôm nay ở đây siêu siêu đông người luôn đấy, nhưng mà biết sao mình hơi ngại luôn. Thank you.
còn biết đường không?